sau chuyến Ấn Độ hơn 2 tuần ăn cơm cà ri vừa rồi thì cả nhóm mình cũng quyết định là lên Đà Lạt thử xả hơi. Thì bọn mình chọn là Ante Wat Pham, đây là một trong những cái homestay rất là đẹp và nằm tách biệt khỏi thành phố Đà Lạt. Hiện tại là vừa tới khu cắm trại. À không, không biết là tên là gì nhỉ? Andy Love Farm à. Tới khoảng có tầm lúc 4 giờ trời có một chút xíu mưa. Thì hiện tại bây giờ đang vào làm thủ tục để nhận phòng cũng như là check in. Đường vào cũng cỡ tầm 10 cây vô cùng xấu các bạn ạ. Đây là một khu nghỉ dưỡng đặc biệt nằm tại Lâm Đồng. Đến đây thì bạn hoàn toàn có một cái trải nghiệm đặc biệt, rất là bình dị, an yên, không một cái homestay nào có được. Andy nằm ở ngay lọt thỏm ngay giữa rừng thông rậm rạp của gia đình anh Lâm và chị Lê dựng lên. Toàn bộ nơi đây tách biệt. Đây là bathroom. Má bị lừa đây nhà vệ sinh. And I know that you keep it safe. Forever, for all future days, wherever. Tham quan cái phòng ở resort nha. Đấy, hai con này đây là mượn phòng, cái phòng bên kia ông kia ông chiếm nhà vệ sinh rồi. Bây giờ chả có phòng. Bao sảng khoái toàn ạ. Đây, xin giới thiệu, đây là phòng khách. Phòng khách ở đây được làm bằng gỗ thông nhá. Ngồi thử đi nào. Đấy, được thiết kế rất là tinh tế với chất liệu tốt này. Đứng dậy nhìn cái ghế này, những ghế nó còn làm lõm một đít. Đấy, rất hợp với dáng em. Rồi, đoạn này cắt đi mà. Đây, tham quan phòng xíu. Phòng thì nhỏ nhỏ đấy, diện tích khoảng có từ 15 cho tới 20 mét. Chủ yếu là được làm bằng gỗ thông và trên này được làm bằng cói hoặc là mình nghĩ là cói á. Xong rồi xuống xem phòng đấy, sẽ cho nó quay mình xuống xem phòng Phương với ông anh. Đấy, trong phòng có cả nước và nến. Bình nước nóng. Quan trọng là đây này, cái điều quan trọng ấy là nhà tắm lộ thiên. Quá tuyệt vời. Vì anh chủ ở đây là một kiến trúc sư của Đức, thế này bạn chồng khá là tinh tế trong cách thiết kế ha. Đấy. Bạn nhìn này, nhà vệ sinh nhỏ nhỏ xinh xinh thôi. Đấy. Đấy, bồn tắm lộ thiên. Ở nơi đây thì hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài, không sóng di động, không mạng internet và đặc biệt là hiện đại. Và tất cả đều đẹp cho bạn cuộc sống hoàn toàn và thiên nhiên một cách đúng nghĩa. Đường đi vào khá là khó khăn các bạn. Cách trung tâm Đà Lạt khoảng có 25 km. Anh biết bài đó đâu. Em có nghe. Em biết bài đó. Em quên mất này còn nghe. Chưa nghe luôn. Đang em nghe nhạc quen. Quen đúng không? Quen. Gift of light, you are the moon, my comfort at night. You are the water that keeps me alive. You are the ground on which I stand. Yes, you are. Wherever you go, I follow you there. Whatever you do, I'll be there for you. And I will be forever true, true to you.
it all. I give you my life, I give you my soul. And I know that you keep it safe forever, for all future days. Muốn mua cả cây hoa nữa. Khá nữa đi ra chợ Đà Lạt đó, chị kiếm cái hạt giống về chị trồng. Khi nằm ở giữa rừng thông nên khu này hoàn toàn là tách biệt với thế giới bên ngoài, gồm 5 cái lán nhỏ và mấy cái lều để cho các bạn nghỉ ngơi, và mọi cái lều cũng như cái lán được cách xa nhau rất là yên tĩnh, gồm 2 khu chính, một khu biệt lập là để sinh hoạt chung và một khu phòng ngủ cho khách. Thì sau buổi trưa hôm đấy bọn mình cũng thu dọn hành lý rồi ăn uống ở đây, thì tất cả những cái đều ăn thức uống đều hái từ vườn và được cô chủ nhỏ ở đây là phục vụ cho bọn mình. Sau khi đàn hát xong thì bọn mình cũng phải chia tay với này thôi. Vậy là kết thúc 2 ngày 1 đêm của cả nhóm với cái resort này. Gửi lời cảm ơn thân thiết tới. Phòng rất đẹp, mọi thứ rất ok, đồ ăn rất ngon. Chào tạm biệt.